con tôi nó không thể sống lại được. Mình chỉ mong một cái yêu cầu là coi như là những người mà có liên đới với phạm nhân đó, phạm thì phải có cái trách nhiệm bù đắp lại nỗi dơi mà gia đình tôi mất mát. Giáo Nguyễn Quang Mạnh đã phạm vào hai tội giết người và cướp tài sản. Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Mạnh tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Tiếp tục giam giữ bị cáo thì họ đã bị kết án.